Thành phố Chí Linh vừa tổ chức gặp mặt động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024. Theo kế hoạch, năm 2024, thành phố Chí Linh sẽ giao 231 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho 6 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương. Qua đánh giá chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ của thành phố năm nay cao hơn những đợt giao quân các năm trước, đáp ứng yêu cầu của đơn vị nhận quân. Những thanh niên lên đường nhập ngũ lần này đều đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Lãnh đạo thành phố đã tặng quà động viên thanh niên phát huy truyền thống quê hương, lên đường nhập ngũ, tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Buổi gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 của huyện Kim Thành được tổ chức sáng nay với chủ đề Phát huy truyền thống đường năm anh dũng, tuổi trẻ Kim Thành xung kích tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, huyện Kim Thành có 189 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân. Các thanh niên chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đều bày tỏ niềm tự hào, vinh dự, đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Kim Thành đã tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia công an nhân dân năm 2024. Năm nay, huyện Nam Sách được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 206 công dân nhập ngũ vào quân đội và công an nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khám tuyển, nên các thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao, đạo đức lối sống lành mạnh và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt diễn ra sáng nay, lãnh đạo huyện Nam Sách mong muốn các thanh niên khi vào đơn vị sẽ nỗ lực rèn luyện, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương Nam Sách. Các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này bày tỏ niềm tự hào và ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong quân ngũ.